Kiếm Miệt Tình Cu Phèo kính chào tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn có một buổi tối thật ấm áp và thật thư giãn thoải mái khi nghe những video của mình. Hôm nay mời các bạn tiếp tục đến với phần 10 của bộ truyện Hồi ức Võ Lâm, Hồi ức Thành. Như ở phần trước chúng ta đã biết, Đoạn Mộc Duệ đã tìm đến Nga Mi Phái và nhận được một lời hứa từ Thanh Hiểu Sư Thái Phái Nga Mi. Sau đó, chàng đã trở về Thiên Nhẫn Giáo. Sau đây là những tình tiết tiếp theo. Người nói Tả Hộ Pháp đã hồi giáo. Hoàn Nhan Tuyết Đi không giấu được vẻ kinh hỉ khi nghe tin đó. Dạ, đúng thưa công chúa. Thị nữ thần cận ngải mễ hiểu ý, cẩn thận lặp lại một lần nữa. Đoạn Mộc Duệ đột nhiên biến mất mấy tháng này, ngay cả giáo chủ cũng không biết tung tích của hắn. Hoàn Nhan Tuyết Đi trong lòng không tránh khỏi lo lắng. Nay biết được người đã quay trở về, gánh nặng trong lòng như được cởi bỏ. Nàng nhanh chóng gác lại mọi việc, ra lệnh đến biệt viện của Đoạn Mộc Duệ. Nàng muốn nhìn thấy nam nhân ấy ngay lập tức. Trước khi rời khỏi phòng, Hoàn Nhan công chúa hơi xoay người, ngắm nhìn bản thân trong gương. Ngải mễ, người thấy trang phục của ta hôm nay có đơn giản quá không? Ngải mễ không khỏi mỉm cười. Vị công chúa tầm cao khí ngạo thường ngày của mình, chỉ khi nhắc đến Tả Hộ Pháp mới có vẻ nhu hòa, nữ tính như vậy. Y trang dù bình thường, mặc lên người công chúa thì cũng trở nên rực rỡ. Nô thì chưa từng thấy nữ nhân nào diễm lệ như người đâu ạ. Mày ngài hơi giãn ra, khóe miệng cong cong nở một nụ cười tỏ ý hài lòng. Tuyết Y giờ cảm thấy yên tâm. Nàng toan khởi giá đến Tả viện, nhưng bị thị vệ bên ngoài thông báo. Sau khi hồi giáo, Đoạn Mộc Duệ đã trực tiếp đến chánh điện bái kiến giáo chủ Hoàn Nhan Hồng Liệt. Chánh điện Thiên Nhẫn Giáo không cho phép người ngoài tiến vào, ngay cả là thị vệ trong cung cũng phải có lệnh bài của giáo chủ hay đại vương mới được tiếp nhận. Nghe thế, Hoàn Nhan Tuyết Đi bèn ra lệnh cho các thị vệ: các người đều ở lại đây, ngài mễ theo ta đến chánh điện. Tuy mang thân phận đại kim công chúa, nhưng đồng thời cũng là hữu hộ pháp của Thiên Nhẫn Giáo, nên Hoàn Nhan Tuyết Đi đối với những quy định trong giáo phái luôn tuân thủ nghiêm ngặt. Nàng không muốn mất đi sự kỳ vọng mà phụ vương dành cho khi sắp đặt nàng ở quốc giáo này. Công chúa, người cảm thấy chánh điện hôm nay có điều lạ không ạ? Tiếng của ngài mễ cắt đứt dòng suy nghĩ của Tuyết Y. Lúc này nàng mới tập trung quan sát xung quanh. Quả vậy, hôm nay mọi vật thật có điểm kỳ lạ. Chánh điện thường ngày đều có hai hàng giáo vệ xếp hàng nghiêm chỉnh, kéo dài từ cổng chính vào đến trong điện. Hôm nay lại một mảnh tĩnh lặng. Trước cửa điện chỉ có Uy Minh, Uy Vũ, hai thiếp thân cận vệ của Hoàn Nhan Hồng Liệt đứng gác. Đoạn Mục Duệ cùng giáo chủ đang tại trong đó, chẳng nhẽ có biến. Hoàn Nhan Tuyết Y nghĩ thầm, nhưng vẫn giữ nét mặt lãnh đạm tiến vào. Uy Minh, Uy Vũ vừa nhắc thấy bóng nàng liền cung kính quỳ xuống. Tham kiến công chúa. Hiện đang ở trong giáo, cứ gọi ta là hữu hộ pháp. Tuyết Y hơi phất tay ra hiệu cho hai người đối diện đứng dậy. Vâng, thưa hữu hộ pháp. Hai huynh đệ ấy liền nhất mực đồng thành. Hoàn Nhan Tuyết Y cũng không nói gì thêm, toàn bước tới thì Uy Minh bèn giơ tay ngăn nàng lại. Ngải mễ thấy thế
liền tuốt kiếm chỉ vào đối phương. To gan, dám cản đường công chúa. Uy Minh Uy Vũ nhanh chóng quỳ xuống, nhưng tuyệt đối không tránh được. Thuộc hạ không dám, nhưng giáo chủ có lệnh, không cho phép ai tiến vào chánh điện lúc này, kể cả bán hộ pháp. Xin hữu hộ pháp thứ tội. Lời nói cung kính, nhưng đôi mắt cả hai ánh lên tia ngoan tuyệt, như chỉ cần có người bước thêm một bước liền sẽ ra tay khống chế. Ngải Mễ toàn động thủ, nhưng Hoàn Nhan Tuyết Y đã ngăn nàng lại. Hai người chỉ làm theo lệnh của giáo chủ, ta sao có thể vô lý mà trách phạt. Đứng dậy cả đi. Hai cận vệ nét mặt không thay đổi, ổn trọng đứng dậy, tiếp tục làm nhiệm vụ cảnh gác. Ngải Mễ cất kiếm vào vỏ, nhưng thấy vẫn không thể nuốt trôi cơn uất đức này. Chủ nhân nàng là ai? Đương triều công chúa, được đại vương sủng ái nhất, vậy mà muốn vào điện cũng không được. Hoàn Nhan Nông Liệt quả thật ngày càng không xem ai ra gì. Hoàn Nhan Tuyết Y không quan tâm đến sự tức giận của thiếp tân thị nữ, chỉ ung dung xoay người rời đi. Ngải Mễ thay thế cũng đành phải bước theo sau. Hai người vừa rời khỏi địa phận chánh điện thì nét lãnh đạm trên gương mặt của Hoàn Nhan công chúa cũng biến mất. Cả người nàng đều toát ra ngạo khí. Đôi mắt nàng theo sắc lạnh như hàn băng vạn năm chiếu thẳng vào người bên cạnh. Ngải Mễ chợt cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, nàng vội quỳ xuống. Nô tỳ quá phận, xin công chúa thứ tội. Chỉ là việc nhỏ nhặt như thế không nhịn được thì làm sao có thể làm chuyện lớn. Ngươi từ trong cung theo ta đến đây, chả nhẽ không còn rõ nhiệm vụ đại vương giao phó cho chúng ta? Nô tỳ đã quá hồ đồ, thỉnh công chúa nghiêm phạt. Đừng nghĩ là từ nhỏ đã theo hầu hạ ta mà bản công chúa sẽ nương tay. Ngươi biết rõ ta không giữ những kẻ vô dụng bên cạnh. Nô tỳ xin hứa tuyệt đối không có lần sau. Hãy nhớ kỹ những lời người hứa, đứng dậy đi. Ngải Mễ run run đứng dậy, hai bàn tay nắm chặt thành quyền, móng tay bấm thật sâu vào da thịt. Nàng muốn dùng sự đau đớn để nhắc nhở mình nhất định không có lần sau. Hoàng cung vốn là nơi người người dẫm đạp nhau mới có thể tồn tại. Hoàn Nhan công chúa có ơn với nàng, nàng không thể để sai phạm của mình ảnh hưởng đến tiền đồ an nguy của ân nhân, tuyệt không thể. Trong lòng vẫn rúng động mãnh liệt, nhưng ánh mắt Ngải Mễ thì tràn đầy quyết tâm. Có lẽ hài lòng với biểu hiện đó, băng giá trong mắt Hoàn Nhan Tuyết Y cũng giảm đi vài phần. Phải biết cách dùng người, nhất là thao túng được tâm tư của họ mới có thể khiến kẻ khác phục tùng mình tuyệt đối. Nàng vẫn nhớ kỹ những lời phụ vương dằn dặn. Theo ta. Hai người đi đến một hoa viên nhỏ, nhưng cũng đầy đủ tiểu kiều non bộ. Hoàn Nhan Tuyết Y vòng ra một phía sau giả sơn, được sắp đặt ở một góc hơi khuất. Quan sát xung quanh, xác định không có người lai vãng, nàng mới vươn tay chạm vào một điểm trên cành cự thạch. Có tiếng ma sát chuyển động vọng lại từ sâu thẳm nơi nào. Giả sơn biến chuyển, lộ ra động khẩu chỉ vừa một người chui qua lọt. Người đứng ở đây canh gác cẩn thận, nếu có biến thì dùng ngắm tiểu thông báo ngay cho ta. Hoàn Nhan Tuyết Y phân phó cho Ngải Mễ trước khi nàng lách mình vào mật đạo. Thêm vào âm thanh ầm ĩ, cự thạch liền khép lại như cũ. Mật đạo này đã được các vị tiền vương xây dựng khi Đại Kim lập ra Thiên Nhẫn giáo. Ngay cả các đời lịch đại giáo chủ cũng đều không biết đến sự tồn tại của nó. Tuy nhiên, bên ngoài có vẻ nhỏ hẹp, nhưng thực chất
là một địa đạo khá quy mô. Nó có thể dẫn đến tất cả các điện trong giáo phái, ngay cả là tẩm cung của giáo chủ. Triều đình sáng lập ra quốc giáo Thiền Nhẫn, nhưng cũng lo sợ dần dần sẽ khống chế không được thực lực của chúng. Nên ngoài việc cất nhắc hoàng thân quốc thích vào những vị trí quan trọng trong giáo, mật đạo này còn được sử dụng mỗi khi giáo phái có biến động. Hoàn Nhan Tuyết Y cẩn dực bước theo trí nhớ. Từ khi đưa nàng đến Thiền Nhẫn, phụ vương đã bắt buộc nàng phải học thuộc bản đồ địa đạo này. Bây giờ là lúc nàng cần dùng đến. Chọn kẹo trái ở ngã ba, tiến vào một ngõ nhỏ. Phía cuối lối đi bị chặn bằng một cửa đá. Trên đó có đục vài lỗ cắm sẵn những ống tre. Hoàn Nhan Tuyết Y biết mặt sau cánh cửa chính là chánh điện. Nàng hơi đè nén lại hơi thở, rồi mới áp tai vào một ống tre. Thứ người cần là gì? Âm thanh thông qua ống tre rơi vào tai nàng, có phần bị trầm thấp đi. Nhưng Tuyết Y vẫn nhận ra được đó là giọng nói của Hoàn Nhan giáo chủ. Ta muốn máu của Hoàn Nhan Lượng. Là Đoạn Mộc Duệ đang nói. Hoàn Nhan Tuyết Y cảm thấy nội tâm chấn động. Nàng hơi lùi lại một bước, hai mắt vẫn chằm chằm nhìn về phía trước, như muốn xuyên qua tường đá mà nhìn thấy người nam nhân ấy. Như vậy, lần này Đoạn Mục Duệ trở về Thiền Nhẫn giáo là muốn tìm lấy một trong tam bảo vật, đó là máu của Hoàn Nhan Lượng. Liệu mọi sự có thành công? Mời các bạn đến với phần tiếp theo của bộ truyện này vào tối ngày mai. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại.